Gia đình mình có người mắc, chúng ta cúng đồ chay, niệm Phật hồi hướng cho họ. Đây là việc chánh tín thù thắng nhất. Còn tất cả những việc mà chúng ta làm ngược lại, nào là sát sanh hại vật, nào là càng chống in ỏi, thì việc làm này không có lợi ích gì cho người chết cả. Phải nhớ cái việc làm sao mà nhận thức được vừa tiện lợi vừa đỡ tốn tiền. Thí dụ như gia đạo có người mắc mua một cái hòm thiệt mắc tiền, quý vị có giàu cỡ nào đi chăng nữa cũng nên mua một cái hòm rẻ thôi, đừng có nên mắc tiền quá, mà lấy cái đồng tiền dư đó ra để quý vị giúp đỡ người khổ vẫn có lợi ích lớn hơn. Gia đình có người mắc, quý vị đừng nên cúng hoa quá nhiều, chưng hoa quá nhiều, rồi cắm hoa quá đẹp. Vì sao? Vì nó không có kết quả gì, nó chỉ dài ba ngày nó hư thối, còn tạo thêm rác đổ tùm lum. Tất cả những việc ví dụ như kèn chống không có một cái lợi ích gì cả, cũng không cần thiết, chỉ cần niệm Phật là thù thắng nhất. Còn thí dụ như gia đình có người mắc, quý vị có một bài nhạc gì đó, khi người ta đến cúng viếng bật lên cái cho người ta thấy buồn thảm, việc làm này không có một chút lợi ích gì cả, làm cho người ta đau lòng thêm. Chỉ có niệm một câu Phật hiệu là lợi ích nhất. Mà những đức thấy cả người ở trong chùa cũng làm cái việc là khi người ta đến viếng thì bật một bài nhạc lên để nghe nó mùi mặn đau thương chi vậy chợ. Chúng ta phải nhận thức sâu sắc về một đời người. Vì con người đến thế gian này có sanh thì có tử. Bất cứ một con người nào đến thế gian này rồi cũng phải chết một lần. Cái chết đó của chúng ta không phải để mà đau lòng và thương tiếc không, mà cái chết đó của chúng ta phải nhận định rằng con người cuối cùng chết sẽ đi về đâu, và tới chúng ta chết sẽ đi về đâu, để chúng ta nhận thức chỗ mà con người ta chết, để bản thân mình lo trước sự chết này, để khi cuối cuộc đời mình chết để đi về đâu. Đây mới là góc độ sâu sắc, chứ không phải là bật một bài nhạc đau lòng khổ tâm khóc lóc gọi là thương tâm. Đây gọi là làm đẹp mắt người đời, nó không có cái thật chất lợi ích. Nếu như quý vị là người học đạo sâu sắc, thật sự vì thầy tổ, thật sự vì cha mẹ, thật sự vì anh em, thì quý vị chân thật niệm Phật làm đồ chay, tất cả tiền cúng điếu được đều làm việc lợi ích. Còn nếu như gia đình nghèo khó, chùa chiền nghèo khó, thì chúng ta lấy một phần tiền đó để trang trải chuyện chùa chiền hay chuyện gia đình, còn dư bao nhiêu tuyệt đối không dùng, đều làm vào những việc lợi ích cho tất cả chúng sanh, để hồi hướng cho ông bà cha mẹ, cho thầy tổ, thì việc làm này cực kỳ chánh tín. Nhớ nghe quý vị, những điều chia sẻ này lợi ích rất là lớn cho con người. Bây giờ rất là nhiều người họ hướng đến mê tín rất sâu quý vị à, rất nặng nề. Con người ta cứ nghĩ rằng là dạy người ta mê tín người ta sẽ chiếm hữu được tiền bạc, dạy người ta mê tín người ta sẽ có tiền. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết này nói là con người bây giờ thích gạt hơn thích phiên. Nên quý vị về chùa là chân thật được khuyên không bị gạt đó. Tại vì sao gạt người có tội lỗi? Nhớ nha, gạt người có tội lỗi. Từ nơi đó mà khi nghe được như vậy rồi thì tự nhiên cái tâm của mình niệm có Phật hiệu này nó hừng hực cái tâm vậy đó. Quý vị nghĩ coi bao nhiêu con người đang ngồi đây như vậy, người ta có thể niệm Phật, quý vị nương vào cái đại chúng này để niệm Phật, để cầu an cho chính mình, cầu an cho người thân mình, cầu siêu cho mình, cầu siêu cho người thân mình, nó thù thắng vô cùng. Tại vì sao? Vì nó tạo thành một lực lượng người cùng tu. Giống như bây giờ một thời tiết oi bức, nếu ai cũng là người cầm quạt quạt thì tương đối nó đỡ nóng đúng không? Thì bây giờ trong cái thời thế nhiều kiếp nạn, nhiều sự khổ đau, và con người ai cũng là cùng cộng lực để cùng tu, như vậy thì nghiệp chướng tức khắc quá giải. Quý vị tin rằng thí dụ như nguyên một đoạn đường đó nó sẽ bị sụp đổ hết, nhưng mà trong một khúc của đoạn đường đó thì có một số lượng người tu rất đông. Quý vị tin rằng là nó có thể sụp đổ đến cái chỗ người tu đó thì nó sẽ tạm ngưng sụp đổ. Đây là 100% luôn. Quý vị biết rằng có một vị này đến thưa thỉnh với cùng với Đại Lão và Tự Tịnh Không, là nguyên một xóm đó nhà bị cháy hết. Cô này thì biết niệm Phật, quý vị biết đó. Cô thấy nhà cháy tới nơi rồi, chạy chạy cũng không kịp, thôi được rồi, ngồi trong đó nhà cháy, chết trong đó để niệm Phật cầu sanh cực lạc luôn. Vị này là người xuất gia quý vị. Thì quý vị biết rằng là cô quyết tâm cô niệm Phật cầu sanh cực lạc, cũng không sợ chết luôn. Thì cô ở trong căn nhà đó, cô đóng cửa lại luôn. Như vậy mà cô thành tâm cô niệm Phật, thì quý vị biết rằng là cái đám cháy nó tới nhà cô, tự nhiên nó chuyển qua cái nhà cô, nó không cháy. Vậy mà nó xuyên qua cái nhà khác nó cháy. Như vậy thì cái nghiệp chướng nó có cộng nghiệp, mà trong cái cộng nghiệp nó có biện nghiệp.
Người tu nó có thể biện nghiệp, người tu nó có thể tránh được tai họa, từ nặng chuyển thành nhẹ, từ nhẹ biến mất luôn. Nên chỉ có cái tu hành hướng thiện thì quá giải nghiệp chướng. Đây là chắc chắn 100%. Còn có một câu chuyện, cái vị này đến thưa thỉnh với Hòa Thượng Tịnh Không. Bằng đêm ngủ thì quan gia chế chủ hiện hình đến luôn. Nghiệp quan gia hiện hình đến luôn, giống như hiện thành một cái con quỷ kinh khủng lắm, đến nhà hô vô ăn tươi nước sống ấy, cái vị này. Thì cái vị này là người biết niệm Phật, bình tĩnh vô cùng, niệm Phật A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Quý vị biết rằng là hai người này giằng co cả đêm như vậy là như thế nào. Vị này mà niệm Phật mạnh lên thì con quỷ nó giang ra. Mà khi mà người này mà niệm Phật yếu lại giống như mình niệm mà cái nó nhào vô, mà người này tỉnh lại niệm ra nó giang ra. Như vậy mà từ đó cho tới sáng con quỷ nó không nhào vô được, là do người này có thể giữ được, duy trì được niệm Phật. Thì quý vị biết rằng mỗi một con người niệm Phật, nếu như quý vị là người mà có quan gia trái chủ đi theo, hoặc chư hương linh đi theo muốn quậy phá, mà quý vị là người siêng năng niệm Phật, bên cạnh thường có để máy niệm Phật và niệm Phật, thì nhất định nếu quý vị hướng đến chánh tín và tin sâu nhân quả, thì cái người niệm Phật này không bao giờ bị hương linh nhập. Quý vị phải nhớ, một con người tu mà bị hương linh nhập này kia là chắc chắn người này tu có vấn đề. Ấn Tổ Ngài nói rằng nếu một con người hướng đến mê tín và chi cầu thần thông, chi cầu những cái mà gọi là mờ ảo, thì tức khắc người này tu hành thế nào cũng bị ma dựa phá cuồng. Nên những con người tu mà bị chư hương linh nhập sát, nhập tới nhập lui, hoặc là hướng dẫn cho người ta nhập tới nhập lui, là chắc chắn rằng người này đang hướng đến cái cảnh giới của ma đạo. Hướng đến ma đạo thì ma đạo nhập người, còn hướng đến Phật đạo thì tức khắc ma đạo tránh xa. Nên cái người tu chân chánh sẽ không bao giờ bị hương linh nhập, mà người ta sẽ ở bên cạnh mình, người ta cùng tu với mình, vì thấy mình tu được lợi ích nên người ta tu theo mình. Nên cái việc mà niệm Phật có một quay lực cực kỳ mạnh. Nếu như người niệm Phật mà bị chư hương linh nhập là tâm tính người này tu có vấn đề, tu nhất định là có vấn đề, là con người này đang hướng một cái loạn tâm gì đó mà chư hương linh người ta mới xen vào và nhập được. Còn nếu như người này cực kỳ mạnh về định lực niệm Phật thì người này sẽ không bao giờ bị chư hương linh nhập, chắc chắn. Nên quý vị biết rằng chùa chúng ta đông người như vậy, bao nhiêu năm nay những đức hướng dẫn, những đức đều nói thẳng mạnh dạn một câu là người sống về đây cũng tu, mà chư hương linh cũng về đây tu. Chứ cái tuyệt đối không bao giờ chấp nhận cái việc mà nhập sát vô ai cả, phải nhớ. Và đều nghe như vậy để cùng tu. Còn những đức mà gặp người nào nhập vào người nào là những đức đều không bao giờ ngó ngàng tới, không bao giờ nói tới, không nói một câu nào cả. Tôi không có bản lãnh này, người nào có bản lãnh này đi tìm người đó, còn tôi ở đây không giải quyết việc này. Nghiêm túc thì được ở đây, không nghiêm túc tôi cho ra khỏi chùa. Từ nơi đó vị thế, con người cũng nghe được mà hương linh cũng nghe được, người ta không có chuyện lạng quạng trong đây. Có những pháp hội vị biết rằng nhập ao vô, nhập ao là biết vị biết gì sao? Là cái con người hướng dẫn đó đó, họ xuyên đến chỗ đó để gầy dựng mê tín. Vì sao? Vì họ muốn làm ra một tên tuổi, họ đánh bóng tên tuổi rằng cho người ta thấy rằng họ là một con người không tầm thường. Con người bây giờ rất mê hoặc điên đảo, chỉ cần thấy cái việc mà người nhập xác, mà người này đến quy y, làm này làm kia mà sức hồn ra, thì cho rằng vị này là vị cao thủ võ lâm. Không phải cao thủ gì cả, tại vì cái tâm của người này là hướng đến hương linh, nên hương linh nó dựa nhập vào quý vị. Khi hướng đến hương linh mà dạy quý vị như vậy thì tức khắc quý vị nghe thì thành ra cái tâm như vậy luôn, và mở cái tâm ra, và cuối cùng trở thành con người mê tín, thì tức khắc chư hương linh quỷ thần nhập vào người mình được. Còn nếu như con người ta hướng vị mạnh dạn chánh tín, quý vị là người tin ngay bổ nguyện Di Đà, thì không bao giờ có chuyện xảy ra là quý vị tu học mà bị chư hương linh nhập, chắc chắn 100%. Nên chỗ nào mà thấy người tu mà hương linh nhập ao là tránh xa liền, tránh xa liền, phải nhớ. Và cũng có cái thị hiện là rất ít. Thì thí dụ như người ta thị hiện vì một cái nghiệp duyên gì đó, thì cái việc này cũng là việc ngoài một chút xíu, hiểu không? Còn nếu như một pháp hội đó mà người ta nhập quá nhiều, thường xuyên nhập, thì quý vị phải tránh xa cái pháp hội đó ra, vì cái pháp hội đó là người ta hướng đến mê tín, nên nó mới bị tình trạng như vậy xảy ra. Còn nếu như một pháp hội mà hướng đến chánh tín và tin Phật để niệm Phật cầu sanh cực lạc, luôn luôn đặt niềm tin tin Phật, thì pháp hội đó rất bình yên, nó không bao giờ có những chuyện lu bu lộn xộn nó xảy ra đâu. Đó, nên quý vị phải nhớ rằng
chư hương linh người ta cũng cần nương tựa đến con người sống để người ta hưởng cái sự tu đạo và hưởng được một cái sự bình an. Nên cái người còn sống mà tu tốt thì chư hương linh sẽ được lợi ích. Quý vị phải nhớ rằng quý vị vui bao nhiêu thì người chết đã vui bao nhiêu đó. Cái từ trường quý vị vui bao nhiêu thì người chết sẽ vui bao nhiêu. Còn cái người chết quý vị, cái người sống quý vị khổ đau bao nhiêu thì cái người chết sẽ khổ đau bao nhiêu, nó càng khổ đau. Nên á, cái cõi mình nó đang bình yên, chỗ mình đang bình yên thì cái phần âm cũng bình yên, mà chỗ mình càng lộn xộn thì phần âm cũng lộn xộn. Nếu nhân gian lộn xộn hết thì cõi trời cũng lộn xộn luôn, đều phải ảnh hưởng hết trơn. Giống như chúng ta cùng với cõi trời, thí dụ như địa ngục ngạ quỷ súc sanh chờ người Atula là 6 tầng, giống như một căn nhà 6 tầng. Quý vị coi cái tầng dưới thấp nhất nó loạn vô cùng, tầng thứ 2 cũng loạn, tầng thứ 3 cũng loạn. Quý vị là tầng thứ 4 có bị ảnh hưởng không? Rồi tầng thứ 4 ảnh hưởng, rồi tầng thứ 5 ảnh hưởng không? Rồi tầng thứ 5 ảnh hưởng rồi, tầng thứ 6 ảnh hưởng không? Đều ảnh hưởng hết. Chúng ta đều phải cộng chia hết luôn quý vị à. Nên chúng ta thương nhau nên gọi là chúng sanh cùng một thể. Đã là cùng một thể thì cùng hướng thượng, cùng hướng thiện, cùng tu. Như vậy thì chúng ta cùng được lợi ích hết trơn. Nên cái việc mà chúng ta đang tu học ở trong chùa hay chúng ta đang ở trong một pháp hội tu, dù là quý vị chưa đọc một cái tên một người đối với hồi hướng, nhưng chỉ cần quý vị là người tu, quý vị là người niệm Phật chân chính thì tất cả chúng sanh đều được lợi ích. Nên cái bài phục nguyện hay nhất mà nhà Đức chấp nhận nhất là bài phục nguyện gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo. Đầy đủ hết trơn rồi, nó không sót tên ai hết trơn luôn, mà cũng không ai đeo đẳng tới quý vị nữa. Nó thí dụ như bây giờ mình đi ngang một cái nơi mà bàn linh cúng đi, mình đọc cái tên á Nguyễn Thị Bé, cái mình nói Nguyễn Thị Bé ơi, Nguyễn Thị Bé tội nghiệp quá, Nguyễn Thị Bé còn trẻ mà chết queo tội nghiệp quá, Nguyễn Thị Bé ơi, nguyện hồi hướng cho Nguyễn Thị Bé nghe. Vậy đó mà người ta đeo theo quý vị đó. Cái tâm đó người ta lại đi theo quý vị. Còn nếu như quý vị nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật tử và chúng sanh đồng dọn thành Phật đạo thì nó không dính dáng ai hết chứ. Hoặc là cái tâm quý vị thấy người ta chết chóc gì vì A-di-đà-phật, hoặc đi ra đường gặp xe đụng này kia vì A-di-đà-phật, hay quý vị gặp tai nạn xe cộ A-di-đà-phật, đều là một câu như là thù thắng nhất. Còn nếu như quý vị gặp gì quý vị bước đến, quý vị nói trời ơi tội nghiệp quá, còn trẻ quá mà chết, xe đụng gất cái lỗ mũi, tội nghiệp thế ghê, tội nghiệp quá, quý vị nói vậy là không có được lợi ích. Nhưng mà quý vị niệm A Di Đà Phật một câu lợi ích rất là lớn. Đang đi trên đường gặp tai nạn, quý vị chạy ngang, quý vị cứ đi luôn vì A Di Đà Phật. Nếu như trước mắt quý vị, trước đầu xe quý vị luôn, mà cái người ta nằm người ta chết như vậy thì quý vị cứ chắp tay niệm Phật suốt cho người ta. Đó là sự lợi ích cực kỳ lớn luôn. Một câu Phật hiệu này là đầy đủ tất cả những cái cầu an cầu siêu nằm bên trong hết. Nên có nhiều người đi về chùa tu xong rồi chúng ta quỳ lên, con nguyện hôm nay con đi về chùa, con nguyện tu xong, con nguyện hồi hướng cho ông nội, ông ngoại, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở, ông chích, ông chí, ông chết của con. Rồi hồi hướng cho chồng con, cho con, cho vợ con. Hồi hướng tùm lum. Quý vị tu xong một thờ mà nó tạp, tiêu hết trơn luôn, không còn được một cái gì nữa chứ. Nếu như mà mình A với Đà Phật 10 mấy 20 câu đó thì nó ngon vô cùng. Nếu mà ông nội, ông ngoại, ông cố, ông sơ, ông chích, ông chí, ông chét, thì vì A Di Đà Phật, 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 mỗi tên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì nó thù thắng gấp cả ngàn lần. Còn quý vị nói ông chét, ông chí, ông chiết, ông gì đó, quý vị hồi hướng nói tùm lum, nói nó không được lợi ích cái gì cả, mà nó còn gây thêm cái nghiệp chướng nữa chứ, nó không được cái gì. Quý vị tưởng đâu là hồi hướng gì là ngon hả? Không ngon cái gì chứ nha. Nếu như quý vị mà niệm A Di Đà Phật thì lớn nhất. Quý vị nghe trong kinh giáo Phật nói không? Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Nên bây giờ mình niệm một câu A Di Đà Phật thì phước sanh vô lượng, mà phước sanh vô lượng nó hồi hướng ta được. Chứ không có nói cái chuyện quý vị đọc cái tên người đó mà hồi hướng mà công đức vô lượng. Nên niệm một câu A Di Đà Phật mới phước sanh vô lượng. Vì chúng sanh mà niệm một câu A Di Đà Phật gọi là phước sanh vô lượng. Nên mình đi đến chùa mình tu học, mình nghe như vậy để mình tăng lòng tin khi mình niệm Phật mạnh lên. Lòng tin về niệm Phật của mình tăng lên cực kỳ mạnh. Như vậy thì quý vị niệm Phật nhất định có kết quả cực kỳ lớn luôn đó. Nên những điều những đức chia sẻ này là gầy dựng ngay chỗ tính tâm niệm Phật, tính nguyện niệm Phật. Có một đoạn Ấn Tổ này dạy nè: chỉ mình pháp môn tịnh độ, chỉ cần lòng tin chân thành nguyện thiết tha, dùng tâm chí thành trì danh hiệu Phật,
cầu sanh Tây Phương, chẳng luận là hoặc nghiệp dài, dày hay mỏng, công phu cạn hay sâu, khi lâm chung đều cậy vào Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh, đã vãng sanh liền siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, từ đấy lần lượt tấn tu, liền chứng được vô sanh, thậm chí viên mãn Phật quả. Đây chính là pháp môn đặc biệt, thương xót chúng sanh căn cơ hèn kém, muốn cho họ mau thoát khỏi luân hồi của Đức Như Lai. Ấn Tổ ngày nói một câu, việc thế gian là một cái việc bình thường thế gian nè, mà chúng ta còn rủ bao nhiêu người cùng cộng tác để mà hỗ trợ chúng ta, để mà thành công cái việc thế gian. Không chỉ cái việc xuất thế gian niệm Phật mà không chịu nương vào Phật từ lực, không nương vào bổ nguyện Di Đà mà muốn giải thoát sao được. Quý vị công nhận không? Bây giờ cái việc làm chúng ta ít có ai mà tự nhiên thành công chỉ một mình lắm quý vị. Đều có nhiều người chung tay mình mới thành công. Thí dụ như bây giờ cái chương trình tu bữa nay nè, những đức qua chia sẻ Phật Pháp, nhưng bao nhiêu con người trải niệm lau nhà, rồi người nấu ăn, rồi người rửa nhà vệ sinh, rồi người dọn dẹp, người múc nước cho vị uống, rồi người đi đến đây tu, phải là chúng ta cùng nương cộng lực không? Rõ ràng nên nó mới thành hình được như vậy, chứ làm gì có mình những đức quý vị, hiểu không? Nên chúng ta niệm Phật mà không chịu nương vào bổ nguyện, không chịu nương vào Phật từ lực thì thiệt là đáng thương. Nên có những người cho rằng là mình là người có bản lãnh, nên tự nhiên bản thân của mình chỉ thích một mình. Và mình nói rằng nếu nương vào Phật lực thì cảm thấy mình hèn kém quá. Tu mà cái gì cũng nương vào Phật Di Đà, nương vào bổ nguyện. Thật sự mà nói mình là phàm phu phải biết mình là người yếu quý vị. Mình là người yếu nên mình mới nương vào bổ nguyện thôi, mình mới thành công được. Nên từ nơi đó mà bây giờ quý vị coi, đố mà ở nhà quý vị mà ngồi như vậy mà quý vị nghe được, ít có người nào mà ở nhà xích bằng lên mà ngồi coi giảng lắm quý vị, ít lắm. Ngồi chút xíu rồi bắt đầu là dựa chút xíu có thể nằm, nằm chút xíu ngủ. Nhưng mà quý vị ngồi ở đây, quý vị ngồi được thấy chưa? Ồ, ngồi một tiếng mấy không giỡn đâu. Vậy mà ở đây quý vị ngồi đó là do cái gì? Nương vào Phật lực, nương vào đại chúng, nên mới nói là đức chúng như biển cả mênh mông, rõ ràng không? Nên có nhiều đứa nhỏ nhỏ trẻ trẻ gì mà nó ngồi đó ở nhà dễ gì, dễ gì quý vị, nó ngồi một chút là nó nghỉ đó, hoặc nửa tiếng thì được. Nhưng mà nói mà lâu quá là không được đâu quý vị, cả bản thân mình luôn cũng vậy. Thí dụ như vô đây quý vị lễ Phật thờ quý vị lễ quá trời luôn đúng không, nghiêm túc luôn. Vậy mà quý vị ở nhà lễ có khi vừa lễ xong chạy ra chụm lửa một cái, vừa lễ xong chạy ra làm này làm kia chạy vô lễ nữa, tại vì cái máy nó đang niệm bình thường nên chạy ra chạy vô hoài, nên cái thờ tu bị gián đoạn đó. Còn ở đây quý vị có chạy không? Không, lễ hoài luôn, không bỏ cuộc. Tại vì sao? Vì nó không có bị cái sự lôi kéo, nên mình mới thể bình yên mà mình tu hoài được. Nên từ nơi đó phải là ở trong ngôi Tam Bảo nó hỗ trợ cho quý vị cực kỳ lớn. Tuy một thờ tu nó không nhiều nhưng mà nó trọng lượng vô cùng. Tuy một buổi chia sẻ Phật Pháp cũng như ở nhà quý vị nghe, nhưng ở đây nghe hoàn toàn khác. Vì sao? Vì nó có đại chúng cộng lực cộng duyên, nghiêm túc mà nghe. Còn ở nhà khó nghe hết một thờ lắm. Những đức nói có nhiều cô nói nửa tiếng mà có khi con chạy ra chạy vô thầy ơi thầy. Nên cần phải cầm chiếc máy MP3 để nghe được đoạn nào nghe, chứ đừng có nói mà tiếng máy này ở nhà chắc ít ai mà nghe hết đó quý vị. Thật sự mà nói nghe có khi nghe giữa chừng rồi chạy rồi tự nhiên cái bấm dừng chỗ đó, rồi nữa cái rảnh cái chạy vô nghe, vậy nó gián đoạn rồi. Cái cảm giác nó nghe suông một bài thì nó đạt nhiều hơn, nhưng mà nghe nó gián đoạn tự nhiên nó nghe không có cảm giác. Hoặc là nghe mà gấp gáp bấm coi đoạn nào quan trọng để nghe rồi cuối cùng coi sao rồi nghỉ. Nó cũng có người như vậy. Nên cái chương trình chia sẻ Phật Pháp của những đức mỗi ngày là gì? Nửa tiếng đổ lại. Còn tại sao ngày lễ lọc mà nói chuyện nhiều? Thật sự mà nói một ngày 3-4 thờ, thời tiết cũng này nóng đông đúc người ta, mà nếu như mà đi về đây mà nói mà dụng thờ khóa tu mà thiệt là nhiều này kia đồ, trộn có những người mới đến á, vì vừa dẫn dắt người ta mới đến đó quý vị, chạy mắt dép luôn. Nên phải cần nói cho người ta nghe được sự cái lợi ích của niệm Phật. Còn những người mà tu lâu thì không nói làm chi, nhưng mà những người mới tu đó mà vô, mấy vị biết rằng mấy vị không nói tu đi, họ lễ Phật vài ba lần thì ngủ, họ không đi nữa, tại vì họ sợ. Còn những người mà tu lâu thì không sao, bình thường thì không có gì. Nhưng mà có nhiều người mới đến chùa, nhất là những ngày lễ, cần được nghe chia sẻ Phật Pháp để họ cảm giác được sự niệm Phật lợi ích làm sao, sự tu lợi ích làm sao, hướng chánh tín là làm sao. Rồi lúc đó họ phát tâm tu. Mà khi họ chân thật thấy là sự lợi ích này rồi mà họ phát tâm tu, thì dù họ ở nhà, họ ở đâu họ cũng tu. Vì sao?
vì họ biết được sự tu niệm Phật là lợi ích. Đã biết được sự lợi ích thì tức khắc siêng niệm Phật, đúng không? Đó. Nên phải dùng cái cách như vậy nè, nên mới nói chuyện khô cổ. Chứ nếu không thì bật âm thanh lên tu một phát là xong rồi, hé re, hiểu không? Nó, nhưng mà cái ngôi chùa mà có chia sẻ Phật Pháp thì mới hưng thịnh. Hãy nhớ là nó mới hưng thịnh được. Bây giờ quý vị mà cắt một ngôi chùa, quý vị nói, à về đây niệm Phật quý vị ơi, về đây niệm Phật nghe. Hay coi có mấy người gì à, không có về. Nó nói hơi niệm Phật này nè. Thì cái chuyện ở nhà cũng niệm được thôi, vô chùa nghe với thầy giảng đâu này kia, tự nhiên vô đây thì bắt niệm Phật đi, ông thầy đi nó mất tiêu. À, thí dụ như bây giờ những đức hướng dẫn gì xong, những đức tu chung nó có cảm giác. Nhưng mà nếu bây giờ mà đi về đây à, không nói gì chân lên tu đi, về lên tu đi rồi lễ lọc không có mấy người về chứ quý vị. Người ta không có gì à, tự nhiên về chi, về đây thì cũng không có tu với ông thầy, mà cũng không nghe ông thầy nói chứ thôi, về chi ở nhà tu cũng được, có gì đâu, đúng không? Nên từ nơi đó cái cần chia sẻ Phật Pháp ở trong ngôi Tam Bảo là cái vị chủ trì đó đó cần chia sẻ Phật Pháp cho người ta nghe. Thì ngôi chùa nó mới thịnh vượng được, nói cho người ta nghe gì cái lý đi chùa tu sao sao. Đoạn cái sự mê tín mà phát triển chánh tín thì người ta tu nó mới có lợi ích quý vị. Đó. Nên chùa mình quý vị coi, quý vị về đây nè. Quý vị thấy không? Nó gọt bao nhiêu sự việc mà quý vị lao đến nó không có kết quả. Cái việc mà quý vị thấy rõ ràng là vì chùa mình nó không ghi cầu an cầu siêu, một nó không có cái việc mà quý vị thấy cái gì mà nó lạ lạ kỳ kỳ. Thí dụ như đi về chùa mà người ta gặp quý vị mà ta kêu gọi cúng dường cái này kia là không có nè. Rồi thêm một cái nữa là nó hướng đến cái chuyện gần gũi con người nhân sinh, giữa con người sống với nhau là có. Và nêu lên cái chuyện tình cảm với con người sống thương yêu nhau giúp đỡ là có. Còn cái việc nào mà nói gì cái chuyện mơ mờ ảo ảo là không có. Còn cái việc mà ví dụ như chạy tới với thầy ào 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 vuốt đầu vuốt cổ là không có. Hiểu không? Vì thấy rõ ràng ha. Có nghĩa là đi về đây là quý vị hướng đến cái chỗ gì? Niệm Phật và tu và nghe nhân quả. Và tự nhiên đi về đây là tâm trạng con người mình nó thoải mái cởi mở ra. Để mình tu thì tức khắc một hai ngày quý vị tu nhất định là nó có kết quả à. Nó nên nó tại sao mà những ngày này là những đức nghĩ rằng là ít người ta về lắm. Tại vì thứ bảy còn người ta còn làm việc đó quý vị. Bắt đầu chiều nay hoặc ngày mai rồi này bắt đầu người ta đông. Nó ngày mai chủ nhật là người ta nghỉ, ngày mai là ngày chính rất là đông. Nhưng mà quý vị về đây quý vị thấy toàn là nghe những đức chia sẻ về tịnh độ không à. Tại vì Đức Thế Tôn á, ra đời thì Ngài chỉ dạy người ta về định lực nhân quả. Thì bây giờ mình nhớ ơn Đức Thế Tôn, mình đem giáo pháp của Ngài mình dạy người ta thì đó là tưởng nhớ, hiểu không? Nếu như quý vị về đây mà chỉ có tấm Phật xong quý vị đi về mất tiêu, như vậy thì không có người nào biết cái nguyên lý của cái tu hành. Không lẽ mỗi ngày quý vị đem Phật ra bị tấm? Cái sự tấm Phật là sự tưởng nhớ của cái ngày đó một chút. Nhưng nếu không giảng thiết rõ ràng vì cái việc làm này để mình hướng đến giải thoát thì cái việc tấm Phật đó hoàn toàn là không có kết quả gì hết trơn. Nếu như bây giờ tất cả chùa chiền đều là dùng phương pháp tấm Phật thôi, hoặc là đi diễu hành thôi, vậy thì cái việc này quý vị chỉ có cái sự tín ngưỡng bên ngoài, nhưng quý vị không đi sâu sắc vào giáo pháp Đức Thế Tôn. Mà giáo pháp Đức Thế Tôn là chỉ dạy con người ta là giải thoát, nhưng quý vị làm việc này thì bao nhiêu con người là thấy vui mà chạy theo, hiểu không? Thấy vui mà chạy theo. Như vậy thì Phật pháp này nó sẽ bị suy thoái hoàn toàn luôn, biến chất hết luôn quý vị. Nhìn thì ào ạt có người ta điên vậy đó, nhưng hoàn toàn có người ta thấy vui chạy theo. Bây giờ quý vị nghĩ đi, một cái trận bóng đá tự nhiên thắng hay là thua gì mà chưa biết đó, nhưng mà lúc đó tự nhiên thấy người ta chạy xe ngoài đường la sùm, cầm nồi cầm thao cầm chén đập bóp bóp, rồi đua xe bóp kèn ầm ầm thành phố, quý vị thấy không? Thì quý vị biết rằng là tự nhiên thấy vậy chạy theo, tự nhiên mình cũng hứng lôi xe ra nghe ạn. Những đức ngày xưa trên thành phố biết mà, tự nhiên không có coi đá banh gì hết trơn á. Những đức này đâu có coi đá banh đâu, nhưng mà tự nhiên thấy người ta chạy xe ngoài đường cầm thao đập thì những đức cũng kiếm hai cái nắp dung, kêu thằng chở mình phía sau mình đập, mình la khang tiếng, mình la bể cuốn họng mình luôn. Nói ủa cái đội đó gì, mấy kia hỏi ủa hai cái đội đó đá hay sao, nói tao có biết cái gì đâu. Ủa mày không có coi chứ mà mày đi bảo là cái gì, mày biết đội nào thắng đâu mà bà bảo. Nói tao thấy vui quá tao chạy theo, tao thấy tụi bay chạy quá trời chạy tao chạy theo chứ sao bây giờ. Thì thấy chưa? Nên quý vị biết rằng giống như cái cách đó giống như là chạy ngang cái cầu mà cái cầu bị gãy, tự nhiên cứ lao theo rồi nó cứ chụm, nó cứ chạy đến chụm. Còn Phật pháp là gì? Phật pháp là chỉ à, chỗ đó nó có ổ gà đó con, chỗ đó cầu sắp gãy đó con, chỗ đó có gai gốc đó con, chỗ đó đường hẹp nghe không? Phật pháp chỉ như vậy, mình đi đến đây là xuông, mình đi đến đó là gai gốc,
thì chỉ mình chậm chậm lại để điều tiết, rồi chỉ mình chỗ đó có lỗ hang thì phải bẻ đường khác để chạy. Phật pháp là chỉ như vậy. Còn cái này thì không khác nào chúng ta đi vào cái chỗ là cái lao vào cái cầu gãy, chậm, cứ thấy người ta vậy rồi chạy theo thôi. Vậy thì nhất thịnh nó không bao giờ thịnh Phật pháp được quý vị. Mà Phật pháp là phải có lý giải và giảng thuyết để làm chi? Để con người ta nhận định được cái cuộc sống, cuộc đời của người ta phải làm gì trong cuộc đời để nhân quả tương đồng. Như vậy thì con người nghe Phật pháp như vậy nó mới thịnh pháp. Còn nếu như mà con người ta chỉ làm hình thức của Phật pháp, dù cho 1.000, 1.000 con người đi chăng nữa, pháp nó cũng không thịnh. Tại vì khi người ta trở về nhà thì tính nào tặc nấy, người ta sẽ không bao giờ mà đem Phật pháp đi áp dụng trong cuộc sống gia đình người ta, mà người ta hoàn toàn đi vào cái chuyện mê hoặc điên đảo. Mà đã đi vào cái chuyện mê hoặc điên đảo thì làm gì quý vị thịnh pháp. Nên mình là đi đến chùa mình học Phật pháp là mình phải làm sao mình tiếp nhận được Phật pháp là chánh tín, mình tiếp nhận Phật pháp là trí tuệ, để mình có một phương hướng cuộc sống, cuộc đời mình, và trong cái khổ đau gì trong cuộc đời mình cũng tin sâu nhân quả. Và từ nơi đó mà mình chuyển biến được cái khổ tâm, cái khổ đau, mình có được sự an vui dùng trong mọi hoàn cảnh, mà mình có tâm tư tưởng hướng đến giải thoát. Như vậy thì quý vị học Phật đúng rõ ràng là học Phật có trí tuệ. Đúng không? Đó. Đâu phải nói giàu mới được vui đâu, nghèo không được vui. Đâu phải nói đẹp mới được vui mà xấu không được vui. Tôi cũng xấu thấy mồ luôn tôi cũng vui. Ví dụ như có những người, người ta quý vị biết rằng là ngày xưa người ta chưa nghe đạo, người ta bị sức môi là người ta sẽ bị mặc cảm về cái sức môi, người ta cứ che hoài vậy đó. Mà từ khi mà nghe mình nói chuyện là người ta dở cái đầu che đó ra liền. Sức môi nè. Lúc trước cười đưa cái bàn nạo ra như những đức nè, trời ơi nó không dám cười. Nó cứ là như thế nào nó kỳ cục gì đâu, mà lúc trước mà cứ nghĩ như vậy thì thấy mình cái bàn nạo nó càng ác đạn hơn. Nó cứ là cười là có khi chậu nó muốn bùng phát luôn, nhưng mà nó cứ ngại mình cười, mình đưa cái bàn nạo ra rồi cuối cùng cứ chậu nó càng ngày nó càng hô ra thêm nữa, hô ra. Mà từ khi mà nghe đạo rồi tự nhiên mình không còn ngại cái chuyện đó nữa thì tức khắc mình trở thành tự nhiên luôn. Mà khi tự nhiên thì hô nó có duyên hô, mà khi tự nhiên thì lé nó có duyên lé, mà khi tự nhiên rồi thì sức môi nó có duyên của sức môi, mà khi tự nhiên rồi thì què quặt nó có duyên của què quặt. Con người mình chỉ cần tự nhiên và chấp nhận cái mình đang được là do tự nhân mình gieo quả mình chịu. Nếu chấp nhận điều này thì con người chúng ta sẽ hoàn toàn chấp nhận trong cái cuộc đời này mình gặp thuận duyên hay nghịch duyên. Còn bây giờ mình được thuận duyên thì mình mừng, mình ta đây, đó là mê hoặc điên đảo. Còn nghịch duyên thì mình lại buồn chán. Tại sao mình không biết được cái nhân tu, cái quả chịu? Mà Phật pháp dạy mình là nhân tu quả chịu. Hiểu không? Tu sao thì sanh ra vậy à? Đó, người ta thì sanh ra đời, người ta cao ráo, người ta bự con, người ta đẹp trai vô cùng. Còn mình tự nhiên sanh ra lùn xỉn à? Lùn mà còn đi hai hàng, nó còn hô nữa, còn nói chuyện vô duyên, còn thiếu học nữa chứ, đúng không? Vậy là có nghĩa là cái nhân của mình được làm người, nhưng mà mình tu không khéo, phải chịu thôi. Thì đời này mình nghe đạo, mình cố gắng mình tu lại, đúng không? Còn cái người kia đẹp vô cùng, sang trọng vô cùng, mà đời này họ đẹp mà họ không tu, họ hưởng thụ, hưởng phước của mình, không tu, thì đời sau của họ bèo nhèo, chưa chắc có thằng người nữa, hiểu không? Nên á, chúng ta nghe Phật pháp là chúng ta có cơ hội rồi đó. Nên á, mỗi một cái cương vị cuộc sống chúng ta đều có thể vui được. Sao mà không vui? Thí dụ như bây giờ chúng ta bị chồng đánh bóp. Ngày xưa chúng ta đi đâu cái mặt cũng thấy không? Trời ơi, mày biết là không tu, thì do không tu nó đánh hồi nãy một tiếng đồng hồ rồi, mà bây giờ nó cứ nhớ bóp. Rồi cái đầu mình khóc xong cái cảm giác của tư tưởng á, nó ở trong đó nó quay ra lại bớt. Rồi tự nhiên mình thấy cuộc đời mình sao đau khổ quá, rồi sao mình không còn điểm nương tựa gì, bây giờ mình khổ quá rồi. Cái tự nhiên cái sự khổ đau nó dằn vặt này, nó cấu xé cái tâm này, rồi nó làm cho mình đi đến tiêu cực, và mình nghĩ thôi chắc mình không còn muốn sống nữa, mình nên kết liễu cuộc đời đi để cho vừa bụng ông, đúng không? Thường là những người kết liễu cuộc đời là vô bụng người mình thương yêu mà đối xử với mình tệ bạc. Đó. Ví dụ như họ thất tình mà họ tự tử là sao? Tôi tự tử cho anh biết. Biết cái gì? Tự tử xong nó đi có vợ. Biết cái gì? Tôi không nói coi sống như sao giờ, đúng không?
mà cuối cùng mình chết queo. Mà mình chết rồi á thì một tuần mình phải trở lại tự tử, mỗi ngày phải tự tử, mỗi ngày tự tử hoài. Tự nhiên bây giờ mình nói chết đi, cuộc đời khổ quá, chết phước cho rồi, chết rồi không còn khổ nữa đâu. Tầm bậy, nó còn sống nó mới còn có cơ hội bạn ơi. Bạn chết rồi là bạn không còn cơ hội để vượt lên chính mình đâu, hiểu không? Nên cái câu những đức thường nói rằng không sợ người bỏ mình, chỉ sợ mình bỏ mình. Hiểu không? Nên tất cả các cô mà bị bỏ nhớ câu này nghe: không sợ người bỏ mình, chỉ sợ mình bỏ mình. Khi người ta bỏ mình mà mình vẫn đứng lên, mình sống được. Bà đã hết hồn. Thấy chưa? Quý vị thấy nói chuyện cái kiểu này mà nhìn xuống mà có một hai cô mà phải làm nè. Tội nghiệp thấy ghê, cái mặt tội nghiệp kinh khủng luôn. Quý vị thấy không? Ví dụ mình ngồi tỉnh như cái máy phim nó quay ngang mình, cái nó làm phim nó cắt nó để vô đúng không? Nhưng mà đi ngang cái gặp cái bà phải làm nè. Nó quay cái đoạn nó cái cạt. Chứ ai mà để cái bà ngủ vô bà cũng mắc cỡ nữa. Bà coi bà mắc cỡ. Không, quý vị thấy chưa? Nên từ nơi đó mà nói chuyện mới mạnh mạnh á. Chứ mới ngủ đó mà vậy mà ngồi đây nãy giờ mà nói chuyện ầm ầm vậy mà còn. Thấy chưa quý vị, thấy không? Cái ngủ này ở đâu ra không biết nữa. Trong tâm chúng ta này nó dày trong á. Dày đó mà coi phim đánh võ đài rồi, võ thật, đủ quýnh bóp rồi đó. Hoặc là mò tình cảm ướt át rồi đó là bắt đầu ngồi nha. Ồ, con người mà nó dễ xúc động vô cùng. Ví dụ như Minh Dương, Lệ Thủy rồi ngày xưa mà cắt lên tiếng hát mà đóng cả lương cái mấy bà già coi một chút. À, thì thấy nó dễ cảm xúc chưa? Con người chúng ta nó rất là mê hoặc. Tự nhiên cái cảnh giả của người ta mình cũng đi khóc theo nữa. Tự nhiên nó lôi người ca sĩ hay là diễn viên mà mình mê mà thấy ở trong đó nó đóng mà bị quýnh đồ, bị đập đồ, bị chặt đầu mình, nhưng mà này cũng khóc nữa. Khóc luôn quý vị, tức luôn á. Tức tối sùm, nhưng mà hoàn toàn cái đó là giả. Nó vừa đóng xong nó chạy ra ngoài uống ly cà phê của mình đang ngồi khóc. Cái cảnh nó đang đóng ở đây nghe, nó ca lên này, em ơi anh ơi, nó ca ướt át, nó ca này kia, rồi nó làm cho mình ở trong đây mấy bà già coi khóc ướt át. Nó vừa qua cái cảnh nó đưa cái cảnh khác vô, bà già đây còn ngồi khóc. Và bà nhớ cái diễn viên nó đang đóng, còn nó xong nó qua cảnh nó chạy ra uống ly cà phê ngoài đó. Rồi tiếp sau tiếp tục nó chạy vô cái tiếp tục đâu bà già khóc nữa. Coi kinh khủng không? Tự nhiên bắt đầu giống như nó cầm roi nó quýnh giỡn chơi ở ngoài. Ôi tội nghiệp quá. Quý vị thấy không? Chúng ta rất là dễ bị dụ luôn, quý vị thấy không? Cái giả của người ta không mình bị dụ mới tiêu. Nếu mà nó đóng xong rồi nó chết queo thì làm gì nó còn mấy cái tuồng hát kia nữa. Nó đóng xong rồi bữa nó đóng nữa thì nó có chết đâu. Hiểu không? Chúng ta phải biết cái tuồng hát là giả tạm. Mà cái tuồng hát nó giả tạm, cái đường đời này cũng giả luôn nữa. Quý vị phải nhớ chúng ta đến thế gian này chết đi rồi không phải hết đâu quý vị à. Hiểu không? Giống như tổ sư nói, giống như mặt trời mọc rồi mặt trời lặn vậy đó. Hiểu không? Mọc rồi lặn, lặn rồi mọc. Nhưng cái việc của quý vị mọc lên đủ duyên mọc như thế nào? Và khi lặn, quý vị lặn đi đâu? Rồi lặn xong rồi quý vị mọc lại, quý vị có bản lãnh để mà mọc lại như thế nào sáng suốt hay không? Sợ bây giờ đời này chúng ta mọc được cái thân người, đời sau chúng ta mọc ngay con chó. Đời này chúng ta chui vào bụng mẹ còn hơn ngon ngon, đời sau coi chừng chúng ta chui vào bụng lợn, bụng heo á. Chứ vì biết cái này mới là cái mọc khổ nè, đúng không? Bây giờ chúng ta phải hướng đến chánh tín mà chúng ta tu, để chúng ta sanh ra từ hoa sen, đúng không? Sanh ra từ hoa sen ngon hơn. Chứ nếu như chúng ta chui vào bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, mẹ uống một ly nước lạnh thì giống như địa ngục hàng băng, mẹ uống một ly nước nóng thì như là địa ngục bắc nhiệt. Mỗi ngày chúng ta ở trong bụng mẹ là ở trong cái bụng máu, máu mủ hôi tanh phân tiểu bao vây. Chúng ta ở trong 9 tháng 10 ngày khờ khạo hết luôn như đó, đơ hết luôn. Nó mẹ ăn thịt thì chúng ta ăn thịt, còn mẹ ăn chay chúng ta ăn chay. Nên mẹ ăn chay nên sanh con ra chay khỏe, còn mẹ ăn thịt máu mủ hôi tanh sanh con ra dơ giấy và nóng nảy. Nên cái người mẹ mà ăn chay thì sanh con ra khỏe là do gì? Chay lạc. Chay lạc nó mát mẻ, sanh con ra nó dễ sanh.
Cái người mà ăn chay sanh con cũng mau nữa. Tính tình người ta dịu nên sanh con rất là mau. Còn cái bà mà ăn mặn, sát sanh hại vật, dưỡng thai nhiều, sanh khó. Nó chằn ai chằn quắn luôn, khó khăn, sanh vô cùng, có khi nó đi ngược ra luôn. Không biết có ai mà sanh con mà đi ngược không biết. Cái đầu nó không chui mà chui cái chân. Không có giỡn đâu trời, cái đó là con quả tai đến rồi đó. Nên từ khi còn nhỏ cái đem nó để vào pháp liền. Nên nó con nít mà dẫn đi đến chùa là quý vị đang giúp cho nó chuyển nghiệp. Nếu nó cái đứa này lớn lên mà nó đòi nợ mình mà nó nghe vào pháp sớm là nó chuyển nghiệp, đòi nợ nó thành trả ơn cho mình. Còn cái đứa đến này trả ơn cho mình mà mình sát sanh hại vật gì nó là cái đứa này nó quay ngược lại để đòi nợ mình. Nên quý vị biết có những người mang nghiệp phá thai mà sanh đứa con ra đứa con nó tự nhiên nó chừng mắt như có cái cô kia của nó, cô phá thai 3 lần. Bây giờ cũng nghe những đức giảng có muốn biết rằng cái nghiệp phá thai này của sanh cái thằng con trai, trời ơi nó cứ chừng mắt nó nhìn bà. Nó cứ chừng mắt nó nhìn bà mà bà nói tới nó nữa làm nè. Bà nói chút nữa đi. Quýnh mà bây giờ. Thì ghê không? Nó đòi nợ như vậy đó. Nó kênh bà. Kìa có cái bà chú chùa cộng tu kìa, dẫn theo thằng con trai kìa. Nó cứ đánh bà. Nó cứ đánh bà suốt vậy đó. Có không? Quý vị coi con cái đánh cha mẹ có không? Có nhiều chứ. Cái đó gọi là chờ đánh đó. Nhưng mà do cái nghiệp duyên của mình nên chờ đâu có đánh. Nghiệp duyên của mình đã từng bắt hiếu cha mẹ mình, bây giờ nó quay ngược lại bắt hiếu lại. Hiểu không? Quả báo nó không sai chạy một chút nào chứ. Nên từ nơi đó chúng ta muốn con mình hiếu với mình thì mình hiếu với cha mẹ mình đi. Cái nguyên lý đơn giản thôi. Bây giờ mình muốn con mình hiếu với mình hiếu với cha mẹ mình đi. Bây giờ mình muốn con mình hiếu với mình mà mình không hiếu với cha mẹ mình thì nhân quả nó không tương đồng. Nghĩa là mình hỗ trợ cho cha mẹ mình tu hành thì con mình nó hỗ trợ cho mình tu hành. Còn mình trở ngại con đường tu hành của cha mẹ mình thì con mình trở ngại con đường tu hành của mình. Mình thuận lòng thuận ý với cha mẹ mình thì con mình thuận lòng thuận ý với mình. Mình nghịch lòng nghịch ý với cha mẹ mình thì con mình nghịch lòng nghịch ý với mình. Cái nhân quả nó xác thực luôn. Gọi là trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà. Đã hiểu được định lực nhân quả rồi thì quý vị nên gieo cái nhân đi. Gieo cái nhân cho nó đặc biệt thiện đi. Đó, nên nghe như vậy rồi quý vị thấy xác thực không? Nói hoài cũng như vậy thôi. Mà nghe hoài bây giờ cũng chưa làm được nữa. Chúng ta phải có thời gian nữa. Đừng có nói mà nó rộng bao la. Rộng bao la nghe vậy thôi có làm được đâu. Còn cái này nhắc hoài vì tin định lực nhân quả. Nó, nhưng cái đặc biệt nhất của cái niệm Phật là nhân thành Phật là quả tù thắng nhất. Cái chỗ này là chánh tính của cái chuyện giải thoát này. Nó nên phải siêng năng niệm Phật, cái tập cái cách mà đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Bên cạnh lúc nào cũng có câu vật hiệu để bên cạnh. Lúc nào cũng có vật hiệu bên cạnh. Trời ơi, câu vật hiệu này hay lắm. Niệm câu vật hiệu này hay lắm. Nên ở nhà hai thời sáng tối phải dụng công tu. Nên những vị mà trưởng đoàn dẫn người ta đi tu, quý vị mà nghe pháp quý vị tu thì quý vị dẫn người ta đi tu không à. Còn người trưởng đoàn mà không tu đi long nhông là quý vị dẫn người đi long nhông không à. Quý vị coi nhân quả tương đồng chưa? Trời, tôi thấy bao nhiêu vị trưởng đoàn dẫn đi nè. Người trưởng đoàn nào chịu tu thì cái đoàn nó đi tu không à. Mà người trưởng đoàn nào mà đi long nhông là toàn dẫn đoàn đi long nhông không à. Nhìn sơ qua nó cũng là nhân quả rõ ràng đó. Thấy không? Nên mình dẫn người ta đi tu, mình hướng dẫn người ta như những đức có cơ hội hướng dẫn quý vị niệm Phật thì những đức xin niệm Phật, thấy chưa? Bây giờ những đức lên tu quý vị là tự nhiên rõ ràng là người ta tu với mình. Đó là cái việc mình xác thực 100% luôn. Nên quý vị phải cần siêng niệm Phật. Cái cõi đời này nhiều kiếp nạn lắm quý vị ơi. Bên kia mới chết bà cụ, bà này bị tiểu đường mà phải hởm như đức nhắc á. Ngón chân ngón cẳng nó rụng ra vậy đó. Nó tiểu đường quý vị. Tiểu đường nó mất cực điểm luôn. Tự nhiên cái ngón chân rụng, bàn chân rụng. Nó rụng từng khúc nó lỡ hoài vậy đó quý vị ơi. Nên bà cụ này thì đi đến chùa mình tu mà sao. Đầu tiên thì nó không có con đứa nào. Cuối cùng những đứa kêu lại, những đứa hỏi chuyện. Những đứa nói bà cụ, những đứa hỏi thiệt bà có con không? Bà không có được nói sai, nghe cho nói sai là sau này bà khổ lắm á. Bà nói dạ có. Bà mấy đứa? Dạ 4 đứa. Sao bà nói không có con? Tại vì con hận con quá nên con nói với thầy là con không có con. Nó đối xử tệ bạc với con quá. Tiền bạc của con nó lấy hết trơn rồi thầy ơi, nó không nuôi luôn. Cuối cùng con buồn quá, con bỏ nhà con đi. Tính ra 6-7 năm nay con đi, con không về nhà luôn. Con tiền bạc nhiều lắm mà nó lấy hết trơn rồi thầy ơi thầy. Xong bây giờ con đến chùa này, con nói con không có con. Tại vì có cũng như không thầy ơi. Nhưng bây giờ thầy hỏi gì thôi, con nói có 4 đứa con. Rồi hỏi bà, rồi số điện thoại của nó làm sao? Để mai mốt lỡ bà mất đi còn biết báo tin, nó nói
con đi lâu quá tụi nó, con đã như vậy rồi con thì con không bao giờ muốn biết cái gì về tụi nó chứ. Nên thôi bây giờ con được nương tựa ngôi Tam Bảo rồi, thôi con cố gắng con niệm Phật thôi. Bà mới chết rồi, không biết nguồn gốc con đang ở đâu, ở đâu. Nó sanh 4 năm đứa con, nuôi con không lớn, rồi của cải để lại cho nó hoặc lấy tiền bạc hết trơn. Rồi cuối cùng bây giờ mẹ chết như vậy cũng không biết mẹ hay sao hay sao. Quý vị thấy cuộc đời con người vì cái danh cái lợi con người ta, quý vị thấy kinh khủng quý vị. Ồ, những đức nói quý vị nghe chứ, nuôi bao nhiêu người già ở đây đúng là bao nhiêu hoàn cảnh. Đâu phải ai cũng là người nghèo khổ không đâu, cũng không phải ai cũng bị bỏ rơi không, mà có những người cái hoàn cảnh cũng ghê lắm quý vị ơi. À, nó con cái là không ngó ngàng gì tới. Ví dụ như trong chùa, ví dụ như có một bà cụ này, bà khó trời ơi luôn á, có thằng con trai mà không bao giờ thấy luôn. Mấy lần nhà đức định cho bà về luôn, nhưng mà cứ nhìn tới nhìn lui nấy thấy đó là thật. Bà bây giờ đưa bà về không biết đi về đâu luôn á, tội nghiệp quá. Mà già rồi mà bà khó khăn chẳng ai. Nên cái cõi đời này ghê lắm quý vị. Nên mình biết tu là may mắn lắm, có một con đường cho mình đó. Có điểm nương tựa bình an là nhờ biết tu mới được á. Chứ những đức nói nương vào của cải, nương vào con cái chưa chắc đâu quý vị. Bây giờ mình càng ngày mình lớn lên, quý vị thấy mình nương vào con được không? Nếu nói mà con nó chăm lo mình thấy sao nó heo hút quá. Tại vì nó lo làm ăn tối ngày. Bây giờ mình ngồi trong hõn ở nhà, quý vị có những người già. Như những đức gặp mấy bà quý vị ở ngoài miền ngoài vô tu, những đức nói quý vị ở nhà khó tu lắm á. Cái cảm giác mình ở nhà là tự nhiên á, thấy con đi làm cực quá, không lẽ mình không lao cái nhà. Rồi bây giờ thấy nó con cái của nó là cháu của mình, vậy không lẽ mình không giữ. Cuối cùng mình cũng phải dính tay vô mình giữ cháu. Rồi mình phải lau nhà. Rồi lau nhà xong rồi nó làm tới 9-10 giờ, không lẽ mình không nấu cơm. Cuối cùng nó bận bịu quá, cuối cùng việc nhà mình làm hết trơn, nấu cơm, lau nhà, giữ cháu. Rồi làm lâu thành quen luôn vậy đó. Rồi bắt đầu có khi cũng thấy mệt mỏi vô cùng mà buông thì buông không được. Thấy cái cảnh tình con cái đi làm suốt luôn cực khổ, mà bây giờ phụ giữ cháu, lau nhà nấu cơm, tuổi già bóng xế vẫn như vậy. Hoặc là già rồi con cái đi làm suốt luôn, ngồi trong hõn gì đó, cứ ngồi trong hõn, ngồi trên cái võng đầu đưa đầu đưa đầu đưa, cứ ngồi trong hõn gì đó. Quý vị thấy không, một đời con người cuối cùng được cái gì quý vị? Nó không có được cái gì đặc biệt cả. Nên quý vị bây giờ nghe như vậy rồi, nên còn khỏe này nên chọn một phương hướng cho mình cho chuẩn đi, tập tu cho sâu sắc. Trời ơi, lao theo của cải vật chất, lao vào con, cuối cùng nhìn lại cũng hai bàn tay trắng, mà tạo một đống nghiệp cầm theo. Có khi một hơi thở thở ra cũng hít vào vì tiêu luôn. Nên có những người mà nghe đạo được rồi, già rồi, vậy mà dính đứa cháu không buông được nghe chợ. Bây giờ nhà đức hỏi quý vị dính đứa cháu được bao lâu? Bị dính đứa cháu được bao lâu? Quý vị dính đứa cháu được tới khi nó chết luôn được không? Đố mà được đó. Trời ơi, mình tuổi này mình lớn rồi, cha mẹ nó sanh ra thì cha mẹ nó có trách nhiệm để cha mẹ nó lo cho nó. Cái đó mới là người mình thương con và thương cháu. Còn bây giờ tự nhiên mình làm ông bà già chát rồi mình đi dính mắt đứa cháu à? Mình không lo cái chuyện giải thoát cho mình khi mình dính mắt đứa cháu. Còn mình chết đi, mình trở lại, mình chui vào bụng cháu mình làm con của cháu mình. Cái đó là cũng có phước được làm người đó. Sợ mà nó chết xong nó trở lại, nó làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt, làm heo trong nhà đó. Rồi tiếp tục con của mình á, nó ăn mặn ăn mà. Thì cuối cùng nó bắt con gà này lên, nó cắt cổ nhằm ông nội, ông ngoại của nó ăn thịt. Có không? Làm gì cũng có chứ. Phật nói rõ ràng mà không có. Phật nói là tứ sanh phụ mẫu, mà chúng sanh ăn nuốt lẫn nhau mà, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà con gà, con vịt, con heo mà nuôi trong nhà là ông bà cha mẹ của mình đó, tái sinh lại do cái sự mà mê chấp rồi ái nhiễm mà sanh lại đó. Quý vị nói mê chấp ái nhiễm mới sanh lại làm người, không có lý này đâu. Làm người là năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu thì mới trở được làm người. Còn bây giờ bị ái nhiễm mù quáng mà làm gì được làm người. Nên ái nhiễm chỗ đó nhưng trở lại tái sinh là gì? Chó, heo, gà, vịt, con chim, con gà, con dơ, con chuồn chuồn, châu chấu, con kiến, con giác sanh vào nhà. Thì con cháu mình nó đâu có hiểu đạo gì đâu, thì nó mua thuốc, nó xịt. Mình vừa chết đi, cái sự ái nhiễm vẫn còn lưu luyến. Cái tâm niệm cuối cùng là lưu luyến con cháu. Con gián này nó nhìn đứa con cháu thì nó thấy rõ ràng. Nên cái sự mà luyến ái đó, nó vừa bị xịt chết đi, nó luyến ái lận cái là nó chết, nó trở lại súc sanh liền. Cái nhân của súc sanh là luyến ái ngu si. Nó luyến ái là trở lại súc sanh liền. Xịt mình chết, trở lại súc sanh. Nên có một đoạn mà cái vị này nói với Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không: khi mà 7 đời vẫn biết mình, 7 đời sanh vào gia đình đó đều bị con cháu giết. Như coi đó, 7 lần sanh vào gia đình đó bị con cháu giết.
Nói vậy thấy đáng sợ chưa? Nên cái sự mê hoặc điên đảo của con người ta không buông ra được. Nói là thương con cháu, thật sự là hại con cháu. Nên quay quằn mãi, nên chúng ta cuộc đời này phải làm sao? Lướt qua. Lướt qua là phải về thế giới cực lạc. Về cực lạc thì nhìn rõ, nhìn rõ ràng hết luôn. Nhìn rõ ràng thân bằng huyễn thuộc đang ở đâu, ông bà, cha mẹ, con cháu, chích chí ở đâu, rõ ràng hết luôn. Còn không về cực lạc là mê hoặc hoàn toàn. Thí dụ như quý vị ngồi ở đây có những người anh em, chị em, thân bằng huyễn thuộc, như Đức có biết gì đâu. Vì phàm phu, không có biết. Chúng ta chỉ dùng tình cảm của con người đến với con người là do học Phật mà được như vậy. Nếu không học Phật thì làm sao? Là đấu đá hơn thua, tranh giành, sát phạt. Tại vì nghĩ là kẻ xa người lạ, đừng có nói là kẻ xa người lạ, cả anh chị em ruột trong nhà, sát phạt luôn, vì của cải có không? Người thân anh em vì của cải vật chất cha mẹ chia không đồng đều, như vậy mà thưa kiện, có khi giết luôn để giật của cải. Chứ đừng có nói chuyện giỡn quý vị ơi, của cải vật chất mà nó giết quý vị thiệt đó. Chứ đừng có nói cái chuyện giỡn chơi, thấy không? Nên nó phải nhìn thấu cái cõi đời này đến chi để vượt lên chính mình, để tiến thân về thế giới cực lạc. Được cái thằng người này phải tiến thân, chứ đừng có được cái thằng người này mấy chục năm đi xuống lại, khổ lắm. Nên có nhiều người già mà nghe như vậy rồi cái tâm nó hừng hực cái tâm lên. Con trẻ liền cái tâm mình đi, thương con cháu nhưng đừng mê hoặc điên đảo vào nó, để vượt qua mới được. Phải thành công của đường giải thoát này mới được, nếu không là tiêu đó quý vị. Trời ơi, cơn vô thường nó đến bất tử. Bây giờ đừng có nói bốn mấy năm mươi tuổi đâu, còn trẻ lắm, chưa chết đâu, chưa chắc. Trời ơi, cái nghiệp duyên của mình đến lúc nó chết, tự nhiên đang chạy xe ngoài đường, rầm, té ngang cái xe chạy ngang, rẹt, đứt cần cổ. Ồ, nghe thấy ghê thì thấy không? Mấy vị nói cái chuyện đơn giản ha, chứ chiếc xe đó đang chạy chậm rì, nó té ngang cái. Như vậy mà ở phía sau chiếc xe nó chạy ngang, quý vị nói cái thằng này nó chạy ẩu tả, nó đụng người ta chết queo. Không phải đâu, cái nhân cái quả nó kết hợp trong lúc đó, giờ đó vậy. Tự nhiên mình đang chạy xe đạp chậm đi, mình té ngang nằm xuống, cái xe nó chạy ngang, rẹt, ép ngang cần cổ, le lử chết queo. Hiểu không? Nói lại là cái nhân quả tương đồng, quý vị nói. Nên khi mình biết tu rồi, người ta cát người thân mình chết, mình nói thôi bãi nại. Không có tính toán so đo để xong món nợ này đi. Giống như câu chuyện Đức đọc mà nguyên một cái gia đình đi công việc gì đó vậy mà nhà giàu vô cùng nghe quý vị, giàu lắm, mà xe nó đụng cái râm, 6 người chết 5 người luôn, trong một lúc chết 5 người. Như vậy mà cái vị này học Phật nghe, bãi nại cho cái thằng đụng luôn. Hỏi tại sao làm được việc này? Bà nói nhân quả phải tin. Nếu như bây giờ mà tôi đúc đơn kiện cáo cái này tu tội thì cái chuyện trả nợ của người thân tôi trả không sao. Thôi, thiếu nợ thì trả đi, trả cho khuất đi. Nói quý vị coi, trời, một lúc một giấc 5 người trong nhà chết một lượt luôn. Như vậy mà bà không kiện cáo, mà bà còn đến nhà cái người đụng xe đó, bà nói một câu: nếu người này ở tù thì vợ con người này ai nuôi? Trời, người tu hành mới làm được việc này, vì nó đơn giản. Mà làm được việc này là như thế nào làm được? Tin nhân quả, tin sâu nhân quả mới làm được như vậy. Còn mình là người tu bình thường thôi, cháu con của mình chỉ cần chơi với chòm sớm, con mình cháu mình chơi với con cháu chòm sớm, chỉ cần nó quẹt con mình một cái thôi, nó khiêu con mình cái, chạy về mẹ ơi, cô Tí quýnh con mẹ ơi, mình chạy qua mình nói: ơi cô Tí, sao quýnh con tao mày? Mình lớn mà mày quýnh con tao mày. Cái bà kia trong nhà chạy ra: ồ chị lớn sao chị la con tôi dữ vậy chị? Con nít chơi với nhau mà chị làm gì mà chị ra mặt chị làm thấy ghê vậy? Trời ơi, con nít con non mà làm thấy ghê ha. Cái chuyện con nít vậy thôi đó mà còn hai nhà kình lộn với nhau. Còn người ta là người tu hành tin sâu nhân quả, một cái râm gia đình người ta 5 người mắc mà người ta còn bãi nại luôn. Thì nghĩ kinh khủng không? Đúng là chỉ có người học Phật mới nhìn ra chuyện này. Nên những Đức thường chia sẻ nói: đi xe Honda để bằng lái xe, để giấy xe trong xe hết. Lỡ xe Honda bị mắc đi, trả trọn gói. Đến chi vậy trời? Ôi trời, nó lỡ nó lấy xe Honda này là do mình lấy cái cũ của nó nhiều đời nhiều kiếp. Mà bây giờ mình để giấy ở nhà, nó đem cái xe Honda đi bán không được nhiêu tiền, thì mai mốt lỡ lấy thêm chiếc thứ hai. Tại vì trả chưa xong lỡ lấy thêm chiếc nữa.
Thôi bây giờ mình để giấy đại trong đi, nó lấy cái xe rồi, cái giấy có chạy được không? Có ai cầm cái giấy xe mà chạy không? Không, xe mới chạy nhưng mà nó không có giấy. Nó đem chiếc xe đi bán, nó bán chiếc xe, ví dụ chiếc xe 15 triệu, nó bán được có 2 triệu. Mình để cái giấy vô đại đi cho nó bán được 13, 14 triệu thì mình trả nợ này nó mau hơn, hiểu không? Vẫn có lý. Thấy không? Trời ơi, quý vị, bởi vậy nhân quả nó rõ ràng lắm. Nên nó nói thì nói giống nói chơi chơi vậy đó, nhưng mà nói là trí tuệ, hiểu không? Nó quý vị, nó giờ đang ngủ vậy, như cái bữa đó có cái đoàn ở Tiền Giang lên. Thế tự nhiên á, 32 người đi đến đây tu. Mà hai bà này á, là hai mẹ con. Mà từ xưa tới giờ mới đi đến chùa lần đầu luôn. Mà nghèo. Nghèo nữa chứ. 32 người mà có hai mẹ con bà này là nghèo nhất. Đi vô chùa tu mà tu có ngày gì à? Mà ngày bình thường luôn, không phải lễ nữa. Mà ngày bình thường người trong chùa không ai lấy tiền. Chỉ có ngày lễ có người, một số người lạ lạ ai biết được thì nó mới có chuyện mất mát. Nhưng mà ngày bình thường người trong chùa không ai đâu lấy tiền. Vậy đó mà hai mẹ con nghèo nhất đi đến chùa lần đầu tiên luôn. Người ta tặng vé xe đi luôn. Vậy mà đi đến chùa trong túi để có 800 ngàn à. Nhét quá trời nhét luôn. Cột đồ nhét đồ lễ Phật gờ đồ quá trời. Không biết làm sao mất tiêu. Mất tiêu 800 ngàn luôn. Rồi cái giờ như đứa gặp cái mấy đòn nói chuyện tặng quà cáo quá trời. Mấy bà kia nói còn hai người thầy ô. Những đứa nói hai người đâu kêu ra đây. Nói hai mẹ con mất tiền. Những đứa hỏi ủa mất nhiêu tiền. Mất 800. Hai mẹ con buồn hiu ngồi trong chổng không chịu đi ra gặp thầy. Nó nói thôi kêu ra đây đi. Những đứa cho tiền cho. Trời có 800 ngàn mà chắc là nợ nặng gì đó. Chắc nhiều đời nhiều kiếp làm sao đó. Chứ từ vừa đi đến chùa tự nhiên ai cũng bình thường, tự nhiên sao hai mẹ con mất tiền. Mà ngày nay có đông người gì đâu mất tiền. Bà đi đâu mà mất. Bà nói không đi đâu chứ mà không biết nó đâu mất tiêu. Trời là sao gì trong chùa vòng vòng không đi đâu chứ sao mất. Chắc bà đi vô nhà vệ sinh đó, bà nhét ở trong cái quần á. Cuối cùng bà vô bà tuột cái quần xuống mà nó gớt cái tiền xuống dưới. Rồi gớt cái tiền xuống cái nhà vệ sinh. Rồi xong bà đi xong rồi bà nhắm mắt nhắm mũi bà ào 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 bà dội cùng bà dội tiền nó luôn á. Mất tiêu á, bà là mất đó. Nó nói không phải đâu thầy ô. Không phải đâu, hỏi không phải nãy giờ bà có đáng nghi ai không? Không thấy ai bên cạnh chứ. Hầu cấp đi lên chánh điện tu vẫn còn, đi xuống ăn cơm vẫn còn. Đi về chỗ ngủ á, mất tiêu. Ờ vậy thì đòn bà đi chung đòn bà lấy. Nó nói sao kỳ đòn không lấy đâu thầy ô. Vậy mất ở đâu? Không biết. Còn vậy bà làm gì? Buồn quá. Cái bà kia nói buồn quá à. Đi tu mà mất 800 ngàn, về chắc chồng nó quýnh chết. Tiền nó hôm qua mới đầu đắt về, nó cho, nó đưa đi bỏ túi. Hôm nay người ta bao tiền xe chứ không có xài, nhưng nó đưa bỏ túi đi dằn túi thôi. Nguyên một cái buổi đi này dịnh hoài, mà cuối cùng nó bay đâu mất tiêu. Ồ, vì thấy giờ nghèo mất cái eo, thấy chưa, cái nghiệp duyên kinh khủng chưa? Nó có 800 ngàn thôi. Vậy đó, mà cuối cùng mất tiêu. Cuối cùng ở những đức á, nói á, đừng có buồn. Về đừng có nói tào lao bác xế tùm lum. Đừng có nói đi tu mà mất tiền. Tạo thêm cái nghiệp chướng. Cái nghiệp này là do bà đã từng như thế nào khi đi về chùa. Mà cái quả báo bây giờ bà về nó mới mất tiền. Im nghe chưa? Không có được nói cái gì nghe chưa? Bà nói mắc cười ghê. Tại vì Nhân Đức á, Nhân Đức đưa cái mặt thấy ghê lắm. Cái mặt Nhân Đức thấy ghê. Có khi mà nó nghiêm nó ghê lắm nha. Bà không có được nói gần khơ nhau. Bây giờ chùa mất tiền mà nói gần khơ, nhiều người mất tính tâm nghe chưa. Bà nói ừ đó, bụng miệng lại, bụng miệng lại. Không có được nói nghe chưa. Bà nói dạ con nghe lời thầy. Rồi lỡ con nói thì sao? Bà nói là nguy hiểm lắm. Nguy hiểm gì thầy? Có những người đi về chùa tu mà mất tiền mà không tin sâu nhân quả, về nói bậy bạ tự nhiên cái lưỡi xương chù dù nó chặt chào chào. Kiểu mới đến tu ấy vậy. Đến tu nói kiểu đó là sợ dữ lắm. Nó có người đó nói tao bậy tao bật cái lưỡi xương chù dù của đó. Không con có dám nói gì đâu. Con nói với thầy thôi. Con không dám nói gì nghe. Đừng có cho cái lưỡi con xương chù dù nghe thầy. Thầy thấy chưa? Chứ không thôi không biết á, về á, thằng chồng nó chữ sùm hết trơn. Nói mất tiền mất bạc đi tu mà mất tiền nó chữ sùm hết trơn rồi. Nó làm cho nhiều người mất tính tâm và pháp. Hiểu không? Đang nghèo rồi mất cái eo mà còn tạo nghiệp nữa. Thì sao mà ngóc đầu đến nổi. Cuối cùng Nhà Đức cho 800 ngàn không dám lấy. Nhà Đức thôi tặng cho cái máy nghe pháp.
rồi tặng dây chuyền, tặng này tặng kia, rồi nguôi ngoai vui vẻ, im gu không dám nói dòng do nữa. Rồi nhìn Đức hỏi vậy, rồi về chồng về nó hỏi 800 ngàn đâu, trả lời sao, cái nói tự nhiên thấy người ta cúng dường quá, thấy vậy móc 800 ngàn bỏ thùng Tam Bảo luôn. Đúng rồi, bà khôn rồi đó, bà khôn rồi đó, bà trả lời rất là khôn. Bà nói vậy nghe chưa, không được nói mất tiền nghe. Nên lỡ chồng có đánh bà đi chăng nữa thì bà cũng có phước với Tam Bảo, nghe chưa. Nó không hiểu, nó đánh nó chửi bà kệ, bà cũng dường Tam Bảo. Bà nói ừ con nói gì, con nghe thầy nói con khôn rồi, con không dám đâu. Thầy gia hộ cái lưỡi con đừng có sưng nghe. Trời ơi, thấy chung sanh nó nhát kinh khủng. Bởi vì có nhiều người đi tu mà bị quý thầy hù dọa là đúng rồi, nhát quá quý vị, thấy không? Gặp với thầy có nhiều người làm ghê quá mà tự nhiên cái tay gì cứ làm nè, búng nước búng nước. Trời ơi, kinh khủng. Con người ta nó dễ mê tín lắm quý vị, à không biết làm cái gì mà búng búng búng. Cái nhiều bà mà dính miếng nước trên đầu cái tự nhiên trời, tưởng nó nước cam lộ vậy quý vị, vuốt cái liếm 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 lia lịa. Hoặc là có những người đi về chùa tự nhiên lại Bồ Tát hay lại Phật, cái tự nhiên lấy cái tay vuốt vô cái bông sen, vuốt cái làm nè, vuốt gì nè, trời ơi kinh khủng lắm. Thấy rõ ràng mà, có nhiều bà nè đi về cái tự nhiên lại Phật, cái tự nhiên vuốt cái bông sen, vuốt cái vuốt đầu, vuốt cái vuốt lên mặt, vuốt cái vuốt vô cái mông. Trời bà nó ghê thiệt chứ, đứng ở trên thấy rõ ràng luôn á. Nên đó là mê hoặc điên đảo, phải không? Làm gì làm cái chuyện đó mát mẻ. Mát mẻ là cái tâm mát mẻ, làm gì vuốt vô tượng Phật mà vuốt vô mình mà muốt mát mẻ, không có mát mẻ đâu. Mà cái tâm nó mát mẻ là do mình tu, mình hiểu nhân quả nó mới mát mẻ, nghe không? Mỗi ngày những Đức thấy mình biết niệm Phật, khuyên người niệm Phật, đây là việc làm rất có ý nghĩa quý vị. Dù là một thanh niên hay là một người nữ trẻ hay là một đứa con nít, chỉ cần nghe được danh hiệu Phật mà biết niệm theo thì hình như những Đức thấy rằng là cuộc đời con người mình giống như nó vạch ra một cái phương hướng cho mình đi, nó tiện lợi vậy đó. Tuy là một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật mà thấy ủa, niệm một danh hiệu Phật này vì sao mà vạch ra cho mình một phương hướng mà lạ lắm. Có những con người họ bị bế tắc hết vậy đó, họ không có một phương hướng luôn, nhưng mà họ gặp Phật Pháp, họ gặp ngay pháp môn niệm Phật này, tự nhiên họ tu thời gian cái tự nhân duyên họ có phương hướng rồi. Lạ lắm. Mà mình phải có lòng tin nha. Cái lòng tin Phật này phải cực kỳ cao, mà nó xuyên qua cái chỗ là thiện duyên người này phải dạy. Khi lòng tin cao rồi tự nhiên mình hành trì, tự nhiên có kết quả. Rồi có những con người mà đầu óc của họ cũng không được bình thường, nhưng mà họ niệm Phật thời gian tự nhiên bình thường, chứ trụ tâm ngay câu Phật hiệu nó thì không loạn thêm, mà nó càng cầu cho không còn bị bệnh thì nó càng loạn. Nhưng mà đem cái tâm trụ ngay câu Phật hiệu thì nó bình tĩnh, nó bình tĩnh lại. Nên câu Phật hiệu này cực kỳ hay. Nên những Đức mới nói rằng là mỗi người biết niệm Phật, chỉ người niệm Phật, đây là việc làm ý nghĩa nhất trong đời người, ý nghĩa nhất quý vị. Nên Đại Lão Hòa Thượng Diệu Liên ngày có một câu, ngày nói rằng như thế nào mới giúp người nghèo khổ một cách chân chính, vậy nên niệm Phật. Dù quý vị có làm cái việc bố thí cúng dường, quý vị có giúp đỡ người nghèo khổ, thì nhất định quý vị phải kèm vào cái chỗ cho người ta nghe niệm Phật, nó mới thù thắng. Tại vì mình giúp người thì chỉ có đồ ăn thức uống, nhưng nếu mình không dạy cho người ta niệm Phật thì chỉ là ăn uống no say vậy thôi, chứ ngoài ra họ không biết tu thì cuối cuộc đời của họ đọa lạc, chứ là đọa lạc, nó không có kết quả. Nên giúp người nghèo một cách chân chính là phải dạy người ta niệm Phật, phải dạy người ta tu, phải chỉ dạy người ta về định lực nhân quả. Mà cái niệm Phật phải làm chính, phải nhớ nha. Nên có những người họ hỏi rằng bây giờ gia đình có người mắc này kia đồ,
rồi mỗi năm đồ này kia đốt giấy tiền vàng bạc có kết quả hay không? Nhưng Đức đã từng trả lời không, đốt giấy tiền vàng bạc không có kết quả gì cả. Thà chúng ta lấy một chút tiền mà đốt giấy tiền vàng bạc đó đó, mua giấy tiền vàng bạc mua nhà đó mà đốt đó, thà quý vị làm lễ phóng sanh hoặc là quý vị cúng dường tam bảo nó còn có ý nghĩa hơn là đốt giấy tiền vàng bạc nữa. Đốt giấy tiền vàng bạc không có ý nghĩa. Có những người hỏi khi gia đình có người bệnh đau mà người ta khuyên mình nên cúng kiến nào là con gà hay là đầu heo này kia để cúng kiến, như vậy có giúp cho người bệnh đau được hết bệnh hay không? Những đức nó không, mà còn tăng thêm nghiệp chướng mà bệnh nữa. Thì phải nhớ rằng khi một người này bệnh đau tự nhiên mình quý vị cúng một cái đầu heo, cúng một con gà cái hết bệnh, thì cái việc này là quý vị đang hòa nhập cùng với quỷ thần. Khi quý vị mà hòa nhập cùng với họ thì lúc họ đến họ đòi ăn quý vị cho ăn không có gì, thì tức khắc mai mốt quý vị đã hòa nhập được với họ thì họ đòi hoài, họ đòi hoài thì từ từ khi thọ mạng quý vị đến lúc chết quý vị cũng phải chết. Mà quý vị phần nhiều chết là điều đi đọa lạc không có kết quả gì cả. Nên cái việc mà bệnh đau đó là nghiệp chướng. Nghiệp chướng chỉ cầu nơi ngay A với Đà Phật là Đại Y Vương là đặc biệt nhất. Người muốn tiêu trừ nghiệp chướng chăn thật niệm Phật, làm thiện, ăn chay, phóng sanh, đây là việc quá giải nghiệp chướng hay nhất. Còn nếu như gia đạo có người bệnh đau mà nào là cúng đầu heo, cúng gà, sát sanh hại vật để mà cúng, việc này không có lợi ích mà còn tạo thêm nghiệp chướng. Quý vị nhớ đó nghe, mình là người nghe đạo hướng đến chánh tín nghe. Ví dụ như Phật Bồ Tát, thần linh nào mà đi ăn máu thịt hôi tanh, con người phàm phu chúng ta mà nghe đạo mà còn ăn chay trường này không chi á, là thần linh nào mà đi ăn máu thịt hôi tanh. Chỉ có ma quỷ thì người ta chưa hướng đạo thì người ta hướng đến chỗ đó. Còn mình, người sống bình thường đây mà nghe đạo mình còn ăn chay mà, hiểu không? Nên từ nơi đó cái việc mà cúng đầu heo rồi cúng gà này kia rồi không có kết quả. Chúng ta khi nghe Phật Pháp rồi là phải chuyển cái tâm qua toàn là chay, mà còn phải phóng sanh. Cái này thì mới giúp được cho người thân của mình quá giải nghiệp chướng. Còn có một đoạn hỏi, mà hỏi đây là người ta hỏi Đại Lão và tụi mình không nha. Ăn những thức ăn đã cúng dường quỷ thần sẽ có trở nên khờ khạo, việc này có đúng hay không? Có những người người ta nói rằng ăn đồ ăn mà cúng thí thực hay là cúng kiến đó đó, vì ăn vô khờ khạo hoặc là ngủ nhiều. Có những người ta nói vậy nghe. Thì câu hỏi này hỏi, có người nói ăn những cúng phẩm sau khi cúng dường Phật Bồ Tát thì không sao, còn những thức ăn đã cúng dường quỷ thần thì nếu ăn nhiều sẽ trở nên khờ khạo, ngủ nhiều, việc này có hay không? Nếu như không, nếu như trong pháp hội hạ xuống có rất nhiều cúng phẩm không có người ăn, vậy có phải là quá lãng phí hay không? Phải nên xử lý thế nào? Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không đáp: nếu quý vị nói có rất nhiều cúng phẩm không có người ăn thì có thể đem đến cho tôi ăn. Nếu quý vị sợ bị khờ, tôi thì không sợ. Quý vị không ăn mới là khờ, tôi ăn thì không khờ. Những loại thực phẩm này sau khi cúng dường xong, quý vị xem mùi vị của chúng, nếu vẫn chưa thay đổi thì có thể ăn. Nếu như mùi vị của chúng đã thay đổi thì không hợp vệ sinh. Từ góc độ vệ sinh mà xem xét, nếu thời gian không dài thì chúng sẽ không bị hỏng. Nếu như vào mùa hè, thời tiết oi bức, có rất nhiều thức ăn rất dễ bị oi, ăn những thức ăn này sẽ không tốt cho cơ thể. Nếu quý vị hiểu được vệ sinh thì vấn đề liền được giải quyết, chẳng có liên quan gì đến quỷ thần. Hòa Thượng Tịnh Không khai thị. Có rất nhiều người, người ta có nhiều cái cách nghĩ dữ lắm quý vị.
Nên Phật pháp là quá giải, hiểu không? Rồi có những người ta nói rằng như vậy thì cư sĩ có thể ăn được, còn người xuất gia không ăn được. Vậy thì người xuất gia có phải con người không quý vị? Cũng là máu thịt thôi tanh thôi. Chắc là cư sĩ thì thịt thôi mà xuất gia thịt thơm quá. Những đức gần nhiều người xuất gia có những người cũng hôi thấy mồ, chứ có thơm thôi gì đâu. Như những đức cũng hôi gình, đúng không? Vậy thì cư sĩ ăn được thì xuất gia cũng ăn được, đều là con người. Nên việc này Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này giải thích rất rõ ràng, nó không có trở ngại, hiểu không? Nên chúng ta học Phật là phải hướng đến chánh tín cho nó cực kỳ xác thực. Vậy thì gia đình mình đám dỗ là cúng cái gì? Gia đình quý vị đám dỗ cũng là cúng cô hồn chứ cúng cái gì? Hiểu không? Ông bà đã mất rồi thì là cô hồn chứ gì? Đều là cúng thiết thực chứ gì? Nên từ nơi đó, đồ cúng kiến này từ dưới quê bao nhiêu năm nay, tất cả cúng kiến đều đem xuống ăn. Cúng có khi cái nhang chưa tàn được chút nữa thì quý vị đem xuống vớt sạch nhách thôi. Ăn mà có những người nó lanh quá trời lanh luôn, nó có khờ khạo gì đâu. Còn nó khờ là cái nghiệp chướng nó khờ, còn nó ngủ nhiều là do gì? Nó ham ngủ. Nó ham ngủ thì là nó ngủ, còn nó nghiệp duyên không được thông minh thì là khờ. Cái nguyên lý này phải là xác thực. Còn cái việc mà nói ăn đồ đó mà bị khờ hoặc ngủ nhiều thì không có lý này. Nên khi đồ ăn dư giả rồi thì không muốn ăn, chứ thật sự thì khi thiếu đồ ăn rồi thì thôi, chúng ta cái thứ gì nó cũng ăn, trừ khi con người nó không ăn thôi. Thời của Hòa Thượng Hư Văn, con người khi quá đói rồi, cả con người chết vừa chết là nó xẻ thịt nó nướng nó ăn luôn. Không phải nướng mà nó ăn nó quất luôn quý vị. Vì coi ngày bộ phim ngày Hư Văn quý vị sẽ biết cái thời cuộc đói khác rồi nó ăn thịt con người luôn. Quý vị coi con người mình cái thứ gì mà nó không ăn, thấy không? Nên từ nơi đó thì tất cả những sự việc này chúng ta khi nghe thì chúng ta bình tĩnh suy nghĩ, thì nó sẽ giải tỏa được những cái tâm mà nghi hoặc điên đảo của chúng ta. Học Phật mà hướng đến chánh tín thì sự lợi ích cực kỳ lớn. Nên chỗ chánh tín đặc biệt nhất của chúng ta là gầy dựng niệm ngay câu Phật hiệu và tin sâu nhân quả. Phải nhớ nha, tin sâu nhân quả niệm một câu Phật hiệu này là sự chánh tín sâu sắc nhất. Còn tất cả những sự mê hoặc điên đảo chúng ta nên cho qua. Nên thí dụ như gia đình mình có người bệnh đau, chúng ta thành tâm niệm Phật, phóng sanh, hồi hướng cho họ. Đây là việc làm chánh tín đặc biệt nhất, phải nhớ nha. Đó, nên nói chuyện quý vị coi tiếng gửi đồng hồ quý vị, nên mau ghê thiệt chứ. Thôi chúng ta nói đến đây thôi nha quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả tử và chúng sanh, sanh về tịnh độ. Mỗi người chúng ta nghe chia sẻ Phật pháp và nó cũng cởi mở tâm tư của chính mình và tất cả những quán thân trái chủ hay chư hương linh, người ta cũng được cởi mở tâm tư. Có những quán thân trái chủ người ta theo mình, ta chờ cơ hội để người ta đòi nợ hoặc là người ta trả thù. Nhưng mà nhờ nghe pháp mà người ta hiểu được mà quan gia nên giải không nên kết, nên nó cởi mở tâm tư. Từ nơi đó cái việc nghe pháp mà niệm Phật lễ Phật, để mình dùng cái công đức này để mà nồi hướng cầu an cho người thân và cầu siêu cho người thân rất là đặc biệt. Nên chúng ta đem công đức của toàn thể đại chúng nguyện hồi hướng cho trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị và hàng Phật tử khắp nơi nơi chúng ta được coi qua chương trình này và được hồi hướng. Và nhờ cái công đức này mà Bồ Đề Tâm kiên cố niệm câu Phật hiệu này cả đời, đi đứng nằm ngồi chân thật niệm Phật từ người còn sống cho đến người đã chết đi chưa siêu thoát. Khi nghe được bổ nguyện Di Đà nên chân thật nương vào bổ nguyện Di Đà. Đức Phật A Di Đà được mười phương chư Phật đều tán thán. Nên chúng ta nương vào bổ nguyện của Ngài, niệm danh hiệu của Ngài. Ngài hứa rằng chỉ cần chúng sanh nghe danh hiệu Ngài mà niệm danh hiệu Ngài thì chắc chắn là Ngài sẽ tiếp dẫn chúng sanh đã về thế giới cực lạc. Khi về thế giới cực lạc thì luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nên đi về chùa tu học, mà chúng ta tu xong một ngày hai buổi chúng ta
nè, dọn đồ cúng thí thực, đồ rất là nhiều, thức ăn, thức uống. Nên là cúng cho chư hương linh giống như mời khách tặng quà. Từ nơi đó mà chư hương linh hoan hỷ vui vẻ. Giống như mỗi năm gia đình mình mà đám giỗ ông bà cha mẹ. Còn ở đây là toàn thể đại chúng vừa tụng kinh niệm Phật, nghe Pháp, người để hồi hướng, cúng dường. Và còn có đồ ăn, thức uống để cúng dường. Đó là cái công đức rất là lớn. Và tất cả chúng sanh người ta rất là hoan hỷ khi đi về chùa tu học. Và nên phát tâm niệm Phật, buông xuống tâm hận thù để quyết chí về thế giới cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết từ cần, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dư tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết tình cần, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim ti nhự cung, biến tập phương nhất thiết hồn cần, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lắng ta bà ha, án một lục lắng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh vạn sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bệ A Di Đà Phật, 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 Đà Phật A Di Đà, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Cái công đức phóng sanh rất là lớn. Khi chúng ta thả những con chim này nó bay đi, nó rất là vui. Như chúng ta giống như bị ở tù mà người ta thả mình mừng vậy đó. Nên là khi thả đi mà được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, kết duyên với ngôi Tam Bảo và nương vào ngôi Tam Bảo ở trong chùa mỗi ngày nghe danh hiệu Phật. Nên khi xả thân này thì nên hướng về thế giới cực lạc, mang thân súc sanh rất là khổ. Bây giờ được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi
được quý Phật tử người ta bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh này về để phóng sanh. Chúng ta bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh đó là tài thí. Khi sanh lên nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ. Và chúng ta quy y niệm Phật ở những chúng sanh này nghe đó là pháp thí. Chúng ta sanh lên nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những chúng sanh này bay đi đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh lên nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Mời quý Phật tử xuống chai đường để dùng cơm nha. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật.